Thầy Nguyễn xin kính chào quý vị. Thầy Nguyễn đang có mặt tại khu vực của bãi biển Ninh Chữ, nằm ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm, một trong những địa danh du lịch nổi tiếng ở tỉnh Ninh Thuận. Đây là khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ đạt tiêu chuẩn 4 sao. Trước kia nếu quý vị đã từng đặt chân đến với khu vực của Ninh Chữ này thì quý vị sẽ nghỉ ở những ngôi nhà hình chữ A bên tay phải của Thành đang chuẩn bị quay đến đây. Một bãi biển đẹp, buổi sáng yên bình. Hình ảnh này chắc là nhớ lại cho một số quý vị đã từng đặt chân và lưu trú tại bãi biển Ninh Chữ của khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ trước kia. Bây giờ Thành Nguyễn sẽ từ từ đi ra khu vực bãi biển để cho quý vị ngắm nhìn lại hình ảnh của bãi biển Ninh Chữ vào buổi sáng. Quý vị đến đây vui chơi, nghỉ ngơi thì hãy Thành Nguyễn cũng chia sẻ và chỉ dẫn thêm. Tức là quý vị hãy lấy cái tòa nhà cao của Sài Gòn Ninh Chữ làm cột mốc và đi theo con đường nhỏ ven theo sát bãi biển. Ninh Chữ này thì quý vị sẽ đến được một vài nhà hàng hải sản ngay phía mà Thành Nguyễn đang quay để thưởng thức những món ăn ngon về hải sản ở tại Ninh Thuận này. Còn đây là cái hướng Thành Nguyễn đang quay để quý vị đi vào trong con Vịnh Vĩnh Hy và đến với Bình Hưng, Bình Lập và đi thẳng đến Nha Trang được nếu đi cặp theo con đường biển. Buổi sáng yên bình tại bãi biển Ninh Chữ như thế này. Ngoài việc có resort Sài Gòn Ninh Chữ, ở đây còn một hệ thống rất nhiều những cái resort mọc theo. Và Thành Nguyễn sẽ chia sẻ để cho mọi người nhìn thấy toàn bộ hình ảnh của bãi biển Ninh Chữ buổi sáng. Đây là những người hướng phía nam. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã cùng với Thành Nguyễn tìm hiểu, ngắm nhìn về bãi biển Ninh Chữ.